huấn luyện viên tuyển nữ Philippines, năm ngoái, chúng tôi thắng Việt Nam 4-0. Chia sẻ sau trận thắng chật vật Malaysia tối ngày 6 tháng 5, huấn luyện viên trưởng Alan Stasic của tuyển nữ Philippines tự tin trước trận cuối bảng gặp Việt Nam tại SEA Games 32. Huấn luyện viên tuyển nữ Philippines, Alan Stasic, vẫn rất tự tin dù học trò của ông không đạt phong độ cao. Đây quả là một trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Bàn thắng của Sarina Boden thật tuyệt vời, nó giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu 3 điểm, huấn luyện viên Alan Stasic nói. Tuyển nữ Philippines phải chờ tới phút 96 mới có bàn ấn định thắng lợi 1-0 sau cả trận thi đấu bế tắc và phung phí cơ hội. Thuyền trưởng đội nữ The Akan phủ nhận hàng công đội có vấn đề, dù chỉ có vỏn vẹn một bàn sau 2 trận. Tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Mọi đội bóng đều có những ngày may mắn và những ngày tồi tệ, ông Stasic chia sẻ. Philippines phải thắng Việt Nam ở lượt cuối mới có hy vọng đi tiếp vào bán kết. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Stasic đã ghi tới 6 bàn sau 2 trận, chỉ để thua một lần. Chúng tôi buộc phải thắng trận tới. Tuyển nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng, là chủ nhân huy chương vàng SEA Games 31, đội bóng hay nhất Đông Nam Á thời điểm này, nên mọi thứ sẽ rất khó khăn. Việt Nam có nòng cốt gồm nhiều lứa cầu thủ trải từ 23 đến 30 tuổi. Điểm chung là đều có tố chất kỹ thuật, tôi rất thích xem họ thi đấu. Việt Nam cũng sẽ dự World Cup nữ trong năm nay, ông Stasic trả lời câu hỏi của Dinh. Tuyển nữ Philippines thua Myanmar ở lượt đầu, thắng nhọc Malaysia ở lượt hai bảng A bóng đá nữ SEA Games 32. Thuyền trưởng The Akan mạnh mẽ đáp trả quan điểm của huấn luyện viên Mai Đức Chung, đối thủ sắp tới ở lượt cuối bảng A, về việc đội hình Philippines năm nay không mạnh như trước. Tôi rất tôn trọng đối thủ. Tuy nhiên trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Lần gần nhất đối đầu ở AFF Cup nữ, năm 2022, Philippines đã thắng đậm Việt Nam tới 4-0. Đừng lấy việc chúng tôi chỉ ghi một bàn sau hai trận ra để so sánh. Hãy cùng chờ xem, huấn luyện viên người Australia cho hay. Tuyển nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm, Philippines đứng nhì với 3 điểm, xếp thứ 3 là Myanmar với chỉ số phụ kém hơn. Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines ở lượt cuối sẽ diễn ra lúc 16 giờ chiều ngày 9 tháng 5. Highlight tuyển nữ Việt Nam 3-1 Myanmar chiều ngày 6 tháng 5, những pha lập công của Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thùy Trang giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32. Một thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên Bàn chân của Tắc Kè Hoa xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Haki. Chân dung của tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, Philip Trucci, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.